Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất, Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà tại Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội. Với căn nhà này diện tích 48m², thiết kế và xây dựng độc lập, duy nhất một căn, nằm trên mặt ngõ, cách đường ô tô 20m. Với cái căn nhà diện tích rộng này, chủ nhà thiết kế rất là đẹp, cái công năng sử dụng vô cùng là hợp lý, đường ngõ nằm ở trên mặt ngõ thông luôn quý vị nhé, cách đúng với đường ô tô 1-2-3 nhà là ra tới đường ô tô. Và đây là phần sân riêng để xe mọi người nhé, để xe máy này. Đấy, với cái phần ngoài cổng này thiết kế cửa sắt sơn tĩnh điện cực kỳ là đẹp. Hướng nhà là hướng đông bắc, sổ đỏ chuẩn chỉnh đầy đủ. Và với cái thiết kế đây, phần sân rất là rộng, chủ nhà có thiết kế chỉnh chu cho quý vị. Có cả một cái đường ống thoát nước, thoát sàn đây, quý vị có thể rửa xe ở phía bên ngoài này. Rồi là ở trên đây thì chủ nhà có thiết kế cho mình lợp mái nhựa nữa nhá mọi người nhá. Đó, và với cái phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim, rất là chắc chắn và đẹp. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Trước khi vào khám phá cụ thể căn nhà thì Ngọc Ánh sẽ nói sơ qua một chút về cái phần vị trí. Vị trí đi lại của cái ngôi nhà này cực kỳ là thuận tiện, gần với lại chợ Hà Đông này, gần với cầu Đen, cầu Trắng này, gần với bệnh viện Quân y 103 này, gần với bệnh viện Đa khoa Hà Đông này, gần với bệnh viện K Tân Triều này, rất là gần với những cái phố cổ thuộc Hà Đông này. Đấy, nói chung nếu như bác nào mà đang tìm nhà ở Hà Đông mà nhắc đến Hà Trì thì chắc hẳn là bác nào cũng sẽ biết, rất là thuận tiện về cái cung đường đi lại phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông này, quý vị đi làm ở Thanh Xuân này, hoặc là con lùi lên trên một tí nữa thì vẫn cứ là ok nhé quý vị nhé. Và mời quý theo em vào khám phá căn nhà này với diện tích rộng, thiết kế ra sao. Đây là phần tầng 1 Ngọc Ánh đang đứng, chủ nhà thiết kế cho quý vị. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Với phần không gian phòng khách thiết kế rất là chỉnh chu, đầy đủ kệ tivi này, rồi là nắp nội thất sơ qua cho quý vị rất là đẹp này. Đó, gạch lát nền. Đấy, kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, quạt trần, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt. Với cái không gian phòng khách này, quý vị có thể kê một bộ sofa ở đây cực kỳ là đẹp. Bởi vì để xe ở phía bên ngoài rồi, chắc chắn là quý vị sẽ hỏi rằng ở đây có gần với lại bãi gửi xe ô tô không? Thì rất là gần nha mọi người, cách có khoảng tầm 50m là đã có chỗ để xe ô tô ngày đêm cho quý vị thoải mái rồi. Đó, còn căn nhà này thì chắc chắn luôn là Ngọc Ánh chia sẻ luôn, có sao Ngọc Ánh nói thế là ô tô không vào được nhà, cách nhà 20m. Không gian phòng khách khá là thoáng, khá là rộng mọi người ạ. Đó, và mời quý vị theo em vào phần không gian phòng bếp. Với cái không gian phòng bếp này, chủ nhà thiết kế cho quý vị thoáng trước, thoáng sau đây. Đầu tiên là phải nói đến một cái không gian thoáng ở đằng sau. Cái phần lưu không này cực kỳ là thoáng đây quý vị ạ. Đấy, quý vị có thể để ít đồ đây, hoặc là đây là cái chỗ sơ chế cái đồ ăn sống chẳng hạn. Thì thiết kế đây nó không ảnh hưởng gì đến cái phòng bếp của mình cả. Ví dụ có cá hoặc mọi cái ở đây là các chị em nội trợ tương đối là thích. Với cái phần không gian tủ bếp thiết kế cho quý vị cũng xong xuôi hết rồi. Đây là toàn bộ phần không gian tủ bếp. Với cái căn nhà này nội thất, chủ nhà thiết kế đồng bộ hai cái tông màu từ tương ứng với cái màu ghi xanh và cái màu trắng mọi người ạ. Với cái màu này nó rất là nhã nhặn. Đồng thời nếu như tại thời điểm hiện tại thì hai cái tông màu này nó cũng tương đối là hot với cái phần về nội thất đi mọi người. Cái màu ghi này nhìn rất là sáng, trẻ trung. Đây là cái phần không gian để tủ lạnh của ngôi nhà. Đó, phần ở ngoài phòng khách là thiết kế màu gạch riêng, phần bếp là thiết kế phần gạch riêng cho quý vị nhé. Đấy, với cái phần tủ bếp thiết kế gỗ MDF lõi xanh, chống cong vênh, chống mối mọt, độ bền được khoảng tầm 10 đến 15 năm. Với cái phần không gian bếp đây, đấy, cái ô thoáng kia ở cái phần rửa bát này nấu nướng có thể kéo ra, kéo cửa ra được ngoài mọi người ạ. Đó, xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite. Phụ kiện bếp tất cả mọi cái đều lắp đặt cho quý vị xong xuôi hết. Theo đúng như hiện trạng ngôi nhà này, quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay. Giá chào bán hiện tại của chủ nhà đang chào bán ngôi nhà này là 5 tỷ 200 triệu đồng. Bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Chắc chắn luôn là mọi người sẽ bảo là với cái căn nhà này xây độc lập mà Ngọc Ánh chia sẻ cái giá 100% giá bán là giá của chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng. Còn cái việc mua bán là có thương lượng, thuận mua vừa bán, quý vị đến xem nhà ưng Ngọc Ánh sẽ đưa gặp ngay cho chủ nhà để quý vị có thể thương lượng trực tiếp giá bán với chủ nhà quý vị nhé. Ngoài cái phần không gian phòng khách thì ở đây phòng bếp thì chủ nhà có thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh nhỏ nhắn,
sử dụng ở phía dưới tầng 1 đầy đủ công năng và có máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái ngôi nhà này đã có bể nước ngầm 2.8 rồi mọi người nhá. Và ở phía bên trên tầng 4 là có thêm một khối nước nữa cho quý vị. Với cái bồn nước sơn hà rất là hợp lý. Tay vịn của trụ cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review tương đối kỹ về cái phần đường, hướng, vị trí cũng như thiết kế công năng sử dụng ở phía tầng 1 rồi. Vậy thì còn các tầng phía trên thiết kế ra sao thì mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Với tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho quý vị như sau, gồm hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở bên trong. Đây, cửa sổ thông thoáng quý vị nhé. Căn nhà này hướng nhà là hướng đông bắc, tương đối là mát. Đó. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Hành lang đi vào giữa đây, giữa hai phòng cũng như là hành lang đi ở bên trên nhà vệ sinh này tương đối rộng, nó khoảng tầm 1m2 quý vị ạ. Và đây là cái phần phòng ngủ ở phía bên ngoài hướng ra phần mặt ngõ, có ban công mở thực tế hướng được ra đây, rất là rộng và thoáng. Với cái căn phòng này thì chủ nhà có thiết kế tặng cho mình nội thất. Nội thất thì đấy, Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, đồng bộ từ phía dưới tầng 1, từ cái phần phòng khách cho đến phần phòng bếp. Và đây là phần phòng ngủ thì chủ nhà có lắp tương đối đồng bộ cho mình tủ này, giường này, kệ tivi đó. Với cái diện tích nó vừa hợp lý mà chủ nhà thiết kế tối ưu công năng thì ở đây sử dụng cửa này, cửa kéo mọi người ạ. Đấy, cửa lùa nó không bị tốn diện tích. Đấy, với cái giường 1m8, 2m rất là hợp lý. Đây, Ngọc Ánh đứng ngắm nghía đây cho quý vị nhá. Đó, kia là kệ tivi, hệ thống trần thạch cao, đèn led. Đó, ban công mở hướng được ra phía bên ngoài. Cửa thông phòng, thiết kế tất cả các cửa thông phòng ở đây thiết kế là cửa gỗ. Giá bán 5.200.000.000 đồng, rất là hợp lý đúng không ạ? Và đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ. Đây mọi người nhá, phần phòng vệ sinh đây. Hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu, lavabo. Thiết kế cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và mời mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy với cái căn nhà này thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp ở phía dưới tầng 1, tầng 2, tầng 3, mỗi tầng 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau, nhà vệ sinh ở giữa. Tất cả các phòng đều đầy đủ ánh sáng tự nhiên vào không gian của ngôi nhà. Đó. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ, phòng vệ sinh sử dụng ở đây. Nói chung quan trọng cái vị trí đi lại thôi mọi người ạ. Và phù hợp với lại cái công năng cũng như là cái tầm tài chính của mọi người thì ai có nhu cầu xem cái căn nhà này cảm thấy phù hợp với lại tầm tài chính của gia đình, phù hợp với khả năng của mình và cái nhu cầu ở thì mọi người liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt nhé. Và đây là phần tầng 3 rồi, mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 4 nhé. Và Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với cái căn nhà này, tầng 4 chủ nhà thiết kế cho quý vị ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và với cái căn nhà này thì đổ mái đủ 4 trần mọi người nhé. Đấy, nó không như một số nhà là 3 tầng 1 tum. Còn cái căn nhà này thì thiết kế ở trên phía tầng 4, đây là cái phần phòng riêng, quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ hoặc là phòng làm việc, cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tiếp theo ở trên tầng 4, ngoài cái phần thiết kế giếng trời để lấy ánh sáng thì quý vị ở đây, chủ nhà có thiết kế cho mình một khu vực để rửa tay cũng như là nếu như mà quý vị để máy giặt ở đây thì cũng rất là hợp lý. Phần còn lại là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của gia đình. Với một ngôi nhà độc lập 48m2, thiết kế thoáng trước, thoáng sau, vị trí đang thuộc Hà Trì, giá bán 5.200.000.000, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bao toàn phục vụ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Thì mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể biết thêm thông tin chi tiết cụ thể và được đi xem nhà cụ thể hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.